không làm bài tập, một học sinh lớp 4 ở Thanh Hóa bị cô giáo đánh lằn lưng. Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức, chồng thủ phạm đem đồ dính máu đi đốt. Sư thầy chạy xe lạng lách, đánh nhau được đưa đi chữa bệnh tâm thần. Tìm thấy vé số trúng động đắc Việt Lót gần 14 tỷ đồng. Hà Nội ghi nhận gần 2.600 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần. Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội do chiên cá bằng nồi không dầu. Nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích do nước lũ cuốn trôi ở Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa đã nhận được báo cáo của trường tiểu học Hải Hòa về vụ việc bà NTT, bà nội và là người trực tiếp nuôi dưỡng MPDQ, học sinh lớp 4B, phản ánh về việc MPDQ bị cô giáo LTH đánh vào sáng ngày 30 tháng 9. Làm việc với nhà trường và chính quyền địa phương, cô LTH có thừa nhận trong buổi học sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 9 đã có hành động dùng roi tre đánh vào lưng học sinh của lớp 4B. Bước đầu, cô giáo cho biết do học sinh này không chịu làm bài tập. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng khi đến lớp, học sinh này vẫn không tập trung học bài. Phía nhà trường cũng đã yêu cầu cô H viết bản tường trình vụ việc. Đồng thời, cũng đại diện Ủy ban Nhân dân phường thành lập tổ công tác đến gia đình học sinh động viên, thăm hỏi đồng thời nắm bắt nguyện vọng của gia đình để có hướng giải quyết phù hợp. Được biết, cô giáo LTH đã nghỉ hưu trước tuổi 2 năm nay. Do trường thiếu giáo viên nên ký hợp đồng lại để cô LTH giảng dạy. Liên quan đến việc này, ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết, đơn vị đang giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ và báo cáo cụ thể. Sau khi có báo cáo, thì xã sẽ xử lý theo quy định. Hiện nay, trường tiểu học Hải Hòa đã có quyết định tạm đình chỉ công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B đối với cô LTH 15 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 10. Ngày 2 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ quận 12, để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là chị HTTT, 26 tuổi, ngụ tỉnh Long An. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đang tạm giữ chồng của Dung để điều tra liên quan đến vụ án mạng. Tại Cơ quan Công an, Dung khai sau khi gây án, vẫn điềm tĩnh từ hiện trường trở về nơi ở tại phường Hiệp, Bình Phước. Trên người Dung vẫn mặc bộ đồ màu đen còn dính đầy máu và mang theo tang vật là con dao. Chồng Dung thấy Dung đang cầm con dao nhọn nên nói dao gì mà nhọn dữ vậy. Bà đâm chắc người ta chỉ có chết. Dung trả lời, giờ người ta chết sống thế nào em chưa có biết nữa. Dung không nhớ đã đâm nạn nhân bao nhiêu nhát và không dám nhìn lại hình của nạn nhân. Sau khi biết vợ mình gây án, người chồng đã mang bộ đồ dính máu đi tẩm xăng đốt. Trong lúc đốt không may bị bỏng ở chân. Còn Dung thì tắm rửa sạch sẽ để sạch máu dính trên người. Trước đó khoảng 11 giờ 20 ngày 30 tháng 9, chị T làm nghề bán rau củ trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi cùng xe máy với Dung vào bãi xe sau chợ đầu mối, phường Tam Bình đứng nói chuyện. Tại đây, Dung bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra đâm chị T, nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trong lúc Dung rút dao đâm nạn nhân và giằng co, có một người đàn ông đứng gần chứng kiến nhưng sau đó đã bỏ đi. Sau đó Dung đã lấy điện thoại, một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, một bộ lắc bằng kim loại màu vàng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và một ví tiền chiếu khoảng 15 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe máy rời đi. Sau 2 giờ gây án, Dung bị các trinh sát công an thành phố Thủ Đức cùng công an phường Tam Bình bắt giữ tại nơi ở. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, Hòa Thượng Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết ông đã đưa ông LVT, pháp danh MT đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trước đó, tối 30 tháng 9, trên mạng xã hội đã xuất hiện clip ghi lại cảnh ông T mặc trang phục thầy tu, điều khiển xe máy lạng lách phóng nhanh trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm. Trong clip khác, ông T đã chặn đầu ô tô của người dân rồi đánh nhau với người đi đường. Hòa Thượng Thích Châu Quang lý giải, ông T có tiền sử bệnh tâm thần, lâu lâu lại lên cơn quậy phá rồi la hét trong chùa, sau đó ra ngoài đường gây ra những hành vi phản cảm. Mới đây, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott thông báo đã vừa tìm ra một vé số trúng giải jackpot trị giá gần 14 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.102 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có một vé số trúng giải jackpot trị giá 13.646.085.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.102 của sản phẩm Mega 6/45 là 02, 11, 13, 16, 41, 43. Ngoài ra, hội đồng quay thưởng còn tìm ra 69 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.131 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 12.621 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.
Trước đó một ngày, kỳ quay số mở thưởng loại hình số tự chọn Power 6/5 cũng tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 7 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 9, trên địa bàn thành phố có 2.578 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng gần 200 trường hợp so với tuần trước đó và tăng 1,5 lần so với tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2023. Đây cũng là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Các địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất trong tuần là Thanh Oai 190 ca, Phú Xuyên 187 ca, Phúc Thọ 174 ca, Hoàng Mai 173 ca. Cộng dồn 9 tháng năm 2023, thành phố đã ghi nhận 15.354 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp kéo dài. Thời gian qua, trên địa bàn thủ đô Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tối ngày 1 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra tại tòa E3, chung cư The Emerald Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 20 giờ 20 phút, người dân thấy lửa ngùi ngụt tại một căn hộ tòa nhà chung cư nên đã thông báo cho cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà. Nhận được tin báo, công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. Đến 20 giờ 45 phút, đám cháy được khống chế, vài phút sau đó được dập tắt hoàn toàn. Theo lời chủ căn hộ, đám cháy xuất phát từ nồi chiên không dầu đang nướng cá để ngoài ban công, sau đó cháy lan ra ban công. Trong quá trình chữa cháy, một nhân viên tòa nhà bị ngạt khói nhẹ, hiện đã tỉnh táo bình thường và đã được kiểm tra y tế. Chiều ngày 1 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tìm kiếm học sinh bị lũ cuốn trôi. Trước đó, khoảng 24 giờ ngày 30 tháng 9 đến 1 giờ ngày 1 tháng 10, hai học sinh trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 3 là Ngô Quốc Trinh, sinh năm 2008 ở Bản Công, xã Châu Hồng, học sinh lớp 10, và Lương Minh Hữu, sinh năm 2007, trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, học sinh lớp 11C6, đi xe đạp điện từ khu vực nhà trọ gần trường ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, về bản Mường Ham, xã Châu Cường. Đến giữa cầu tràn Mường Ham, do trời mưa to và nước chảy xiết, hai học sinh đã bị cuốn trôi. May mắn, em Hữu đã bơi được vào bờ, còn Trinh bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!